Hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm món canh chua trái điều. Nguyên liệu gồm có là điều chín mọng các bạn. Điều chín mọng này, cái tiên ta rửa sạch điều và lặt cái hạt đường ra, bỏ vào bên. Rửa sạch cái điều, rửa sạch điều, ta chuẩn bị nguyên liệu để nấu canh chua trái điều. Thơm thiếu rau nhúc này, nhưng mà tại vì mình không có thích ăn rau nhúc nên mình phải mua nước rau muống, tôm để nấu nhiều người ăn thì mua càng nhiều tôm. Ở đây thì có vài người ăn nên nhiều tôm đủ rồi, tôm là tôm sống và tươi như các bạn. Công việc tiếp theo là chúng ta bắt một trâu nước lên, nấu cho nó thiệt sôi. Nấu nước thiệt sôi rồi là bỏ điều vào. Bây giờ nồi nước nó rất là sôi nha các bạn. Mình bỏ điều vào, hầm điều cho nó gục ra. Wow. Còn một trái chưa lặt cái hạt nó ra nữa, phải rồi. Hầm đều cho nó thật là rụt ra. Nước này đấy. Rồi bây giờ điều đã rục, chúng ta coi điều đã rục chưa nha các bạn. Ồ, nó đã rục ra hết trơn rồi. Điều lạ một cái là trái điều lộn hộp này nè, mình ăn sống thì nó có chát, nhưng mà khi chúng ta nấu thành canh chua thì vị chát đã chuyển hóa do nhiệt thì đó nó mất tiêu rồi, nên nó còn lại là vị điều rất là ngon. Sau khi trái điều được nấu sôi mềm, chúng ta nêm thêm me nha các bạn. Ta nêm thêm nước me, vì điều nó vẫn còn ít chua, mà nấu canh chua thì phải chua chua ngọt ngọt nó mới ngon. Nêm thêm một ít nước me để có vị chua thêm. Hết bọt nha, bọt của điều thì cũng không có gì, nhưng mà kiểu nấu nướng quen tay thì bị hết bọt. Bọt này bọt trắng thôi, không có gì đâu. Thank you.
Đây là góc bếp của mình đó. Đây là cuộc sống solo của Phượt miền Tây á. Để ta bỏ nước me xong rồi chúng ta bỏ cà chua vào. Bỏ cà chua chung với khóm luôn nha các bạn. Nồi này chắc mình mời hàng xóm qua ăn luôn đó. Chứ mình không ăn gì nổi. Nguyên nồi chà bá. Bỏ khóm và cà chua vào xong thì chúng ta bỏ tiếp bạc hà. Vẫn còn chừa lại cái cùi khóm nè. Nhớ hồi xưa bà nội làm cái gì về khóm về thơm á, cũng chừa lại cho mình cái cùi để nhai á. Ngày hè mà có cùi khóm này nhai thì thôi, quá tuyệt. Tôm xong rồi nha các bạn. Lý do mà mình chọn tôm nhỏ rất đơn giản, bởi vì tôm bự chi tốn tiền. Mà chúng ta thưởng thức canh chua trái điều thì quan trọng là cái vị điều. Vì vậy giờ mình nấu canh chua điều. Có lẽ lần sau mình sẽ nấu canh chua trái điều cá điều hồng. Mà không biết gì, cá điều hồng nữa. Ý tưởng của mình thì đi câu con cá cóc ở sông Đồng Nai lên nấu canh chua trái điều cá cóc, mình nghĩ rất là tuyệt. Để nó sôi lên cái mình hất bọt, cái là mình bỏ tôm vô sôi thật sôi nó có tôm. Hình như nguyên tắc nấu ăn á là phải nước thiệt sôi rồi mình bỏ đồ vào thì nó mới không bị tanh vậy thôi. Thiếu chưa? Cho thêm nước me vào nhé. Có lẽ cái nồi này đồ món đồ bỏ nhiều quá nên để giảm vị chua.
hoặc là me này mua nhầm me ngọt. Nãy giờ thấy me cũng nhiều lắm rồi sao vẫn ít chua. Rồi bây giờ nó sôi lên rồi chúng ta hất bọt một cái đi rồi chúng ta bỏ cơm luôn. Quá sâu nhỉ các bạn. Giờ chúng ta bỏ tôm đi. Đợi nó sôi lên mình nêm nếm xong. Tôm đỏ lên luôn rồi đó. Nguyên nồi đặc sệt. Kiểu này không biết có nên bỏ rau muống vô nữa. Thấy sao nó quá trời nhiều. Ta nêm nếm này. Giảm thử lại quá sao vậy. Trong này có nước đường các bạn. Đường. Nước canh chua. Sẽ điều đâu một hết. Không lẽ cái nồi canh này mà dành cho vượt solo sao ta? Nồi canh này mình nghĩ mời nguyên làng lại ăn. Quá đã. Rồi, cuối cùng là chúng ta bỏ canh trái điều là phải có phần tây. Bật sắc đó các bạn.
rồi, quá là trời. Tại vì điều mình đi câu mình hái á, lỡ nhiều quá rồi mà không nấu thì nó gục hết, không biết làm gì nữa. Rồi coi như là đã chín nồi canh này, chúng ta chuẩn bị ăn thôi. Rồi giờ dọn ra ăn thôi. Cái góc này là của vượt miền Tây Sông Đô nha các bạn. Kia là dân miền Tây mà. Tăng tốc độ quạt của máy lọc không khí lên đây. Mệt quá. Ôi, cơm chín rồi. Cơm. Khi mình nấu mình đã canh chua trái điều nấu với tôm. Tôm này tôm mini không à? Thật ra chủ yếu mình thưởng thức cái nước trái điều thôi. Giờ ăn thử miếng điều nha. Có vị lạ của điều, rất ngon. Nóng quá. Ngắm như thơm, thơm rất là thơm. Canh chua trái điều nấu tôm càng mini. Lần sau mình ra sông Đồng Nai mình câu cá cóc về mình nấu với trái điều cho các bạn xem nhé. Nãy nấu mình còn chừa lại trái điều ăn sống vẫn ngon, là cái hạt nó là các bạn ăn chung cho vui. Đây là phòng của mình nè, phòng của Phượt Solo miền Tây nè. Hơi chào các bạn nhé.